OK, xin thân chào tất cả các anh chị em và các cháu có mặt trên cái Facebook Live ngày hôm nay của nhóm GIF. Thì tên cô là Hannah Ái Hạnh Trần. Cô là khoa học gia 32 năm và cô đã xin nghỉ cách đây 4 năm để phục vụ cho với cái sự đam mê của cô hiện tại. Từ 4 cho đến 5 năm nay với New Skin. Thì đây là một cái đam mê và cô đang đi theo cái đam mê của cô. Thì rất hãnh diện được đại diện cho nhóm GIF để mà chia sẻ với các anh em về cái đề tài là cao huyết áp, cách phòng chống và hỗ trợ. Và cảm ơn nhóm GIF đã cho mình có cơ hội lên trên đây để chia sẻ với các cháu và các anh chị em nhé. Thì bây giờ nói về định nghĩa cao huyết áp nha quý vị. Cao huyết áp là khi mà cái sức ép tạo ra bởi động mạch và nó đẩy máu từ tim ra đến toàn cơ thể của mình quá cao. Nó chỉ có vậy thôi. Và cái sự cao huyết áp này tạo ra là từ sự căng thẳng, tạo ra cái sự căng thẳng cho tim và nó tạo ra các bệnh về tim luôn nữa quý vị. Và bệnh tim, và chính vì vậy bệnh tim hiện giờ là cái bệnh giết người một cách thầm lặng mà cao nhất trên thế giới nhá. Thì Hội Y khoa nước Mỹ Hoa Kỳ đã báo cáo cho chúng mình biết rằng đó, mỗi 3 người đó thì có một người bị cao huyết áp, mà 30% của những người bị cao huyết áp là không biết họ đang bị cao huyết áp, và 40% những người đang bị cao huyết áp không được chữa trị. Và khổ sở hơn nữa là 65% những người đang được chữa trị không làm giảm được huyết áp của mình bằng thuốc tây. Quý vị nhé. Thì cái đó là một cái nguy hiểm mà đối với mình là hàng đầu. Và chính mẹ mình cũng đã cao huyết áp và đã được chữa trị sau 18 tháng dùng sản phẩm Pharmanex và đã được ngừng hẳn thuốc tây sau hơn 30 năm vật lộn với thuốc tây về bệnh cao huyết áp và đã được ngừng hẳn gần 2 năm nay. Thì cái đó là một cái phần thưởng về tinh thần giá trị lớn nhất cho mình hơn cả tiền bạc, và mình có bổn phận phải chia sẻ các anh em ngày hôm nay, và đó là cái đề tài mình lựa chọn để chia sẻ với các anh em ngày hôm nay. OK. Thì bây giờ mình nói tại sao bị hả? Thì bây giờ mình nói về cái kỷ lục những cái bệnh huyết áp hiện giờ đang như thế nào trên thế giới. Thì bây giờ cái nguyên nhân nào mà mình làm cho mình bị cao huyết áp quý vị nhá? Thì nó có tổng cộng là 12 cái nguyên nhân mà mình tụ tập được trong đây. Thì nguyên thứ nhất đó là rõ ràng ai cũng biết hết là ăn quá nhiều muối, ăn mặn quá. Thì quá nhiều muối là quá nhiều sodium trong người mình đó, thì nếu nhập vào cơ thể hơn 1.500mg là rất là ít nha quý vị. 1.500mg một ngày đó, mỗi ngày như vậy và đều đặn đó, nó sẽ từ từ nó đưa cho mình đến cái bệnh cao huyết áp và tiểu đường và bệnh tim. OK, không cần liên hệ đến tuổi tác của mình hay là tình trạng sức khỏe của mình hay là mình có bị di truyền cao huyết áp hay không. Nếu mình ăn mặn trên 1.500mg mỗi ngày đều đặn trong cuộc đời mình, trước sau gì mình cũng sẽ bị cao huyết áp và tiểu đường và tim nhá. Quý vị nhớ cái thứ hai là nói về tuổi tác. Khi mà mình lớn tuổi dần đó, nếu mà trong suốt cuộc đời mình đó mình ăn uống sai và mình không vận động, tức là không tập thể dục đó, và ăn uống thêm và ăn uống sai nữa, thì nguy cơ bị cao huyết áp sẽ gia tăng nhiều hơn là cũng cái người cùng tuổi với mình mà họ vận động và họ ăn uống đúng. Rồi cái điều thứ ba đó là có một cái bệnh nó gọi là người ta bị gọi là sleep apnea đó, là cũng đa số người ta bệnh ngoài kia mà người ta không biết đó, là người ta bị ngưng thở khi người ta ngủ đó, đặc biệt là những người ngáy to đó, là mình phải coi chừng là họ hay bị cái chứng apnea, thì cái đó phải đi chuẩn. Nếu mình bị đó thì cái đó là một trong những lý do mà nó cũng làm cho mình bị cao huyết áp. OK. Rồi cái thứ tư là rất là ai cũng biết là béo phì, là do ăn từ nhiều đường, nhiều muối, nhiều mỡ và không vận động, thì đó là những cái lý do, và nhiều tinh bột làm cho mình bị béo phì. Thì nên nó cũng liên hệ, và cái bệnh béo phì nó cũng liên hệ tới các bệnh khác như là tiểu đường, nghẽn tim và đột quỵ quý vị ha. Và lý do thứ năm là cái lối sống không vận động của mình. Những anh chị em nào mà không thích tập thể dục suốt đời đó là coi chừng, tại vì nó đưa cho cái sự béo phì, và do đó cái sự béo phì nó làm cho mình tăng sức ép của tim và đưa đến cái sự cao huyết áp ha. Thì là không phải chỉ không béo phì nhưng mà không vận động cũng vẫn cho làm cho mình cao huyết áp như thường quý vị nha. Và cái thứ sáu là rượu chè, thì rượu chè nó tạo cho sự căng thẳng cho tim và động mạch. Cái gì liên hệ đến tim và động mạch là sẽ đưa đến cao huyết áp. Và cái số 7 là hút thuốc lá, thì cái chất nicotine nó làm nghẽn động mạch, cho nên nó tạo ra sự căng thẳng cho tim. Khi mà tim phải đẩy máu ra ngoài thì động mạch nó đã bị nghẽn rồi, mạch máu nó đã bị nghẽn rồi, thành ra tim phải đập
phải đẩy mạnh hơn, và do đó làm cho cơ thể, làm cho tim bị căng thẳng và đặc biệt là trái thận. Cho nên hút thuốc lá nhiều sẽ làm cho bệnh tim và bệnh thận cùng một lúc, và do đó đưa đến cao huyết áp. Ok. Và ngoài ra có một cái ít thôi nhưng mà không có nhiều lắm, nhưng mà nó có xảy ra, thành ra mình nhắc ở đây là cái hormone của mình, tiếng Việt Nam dịch là kích thích tố thì phải. Thì nó là như là trong cái chứng bệnh, một số người bị cái bệnh liên hệ tới hormone, nó như là bệnh Cushing đó, thì nó tự tạo ra quá nhiều chất steroid, thành ra nó làm cho cơ thể bị căng thẳng và đưa đến bệnh cao huyết áp. Nhưng mà cái trường hợp này cũng ít thôi. Và những người nào mà đã bệnh thận hay là yếu thận thì từ từ cũng sẽ bị cao huyết áp. Và cái lý do thứ 11 tại sao bị cao huyết áp đó là tiểu đường. Tiểu đường nha quý vị, những quý vị nào mà bị tiểu đường rồi đó thì trước sau gì cũng bị cao huyết áp. Và minh chứng là 65 những người bị tiểu đường thì thường thường cũng bị cao huyết áp luôn quý vị ha. Rồi cái nguyên nhân chính là cái 12 cái đó, cái cuối cùng là cái mình nói là cái điều 12 đó, là ăn uống sai. Thì ăn uống sai là nguyên nhân chính cho cái sự cao huyết áp của mình quý vị nha. Thì cái ngày xưa đó, khi mà mọi những người bị cao huyết áp rồi đó thì các cái nhà dinh dưỡng học hoặc là một cái lối một số bác sĩ ngày xưa theo cái lối ăn cổ ngày xưa đó thì họ khuyên mình về ăn nhiều carb, tức là nhiều tinh bột, nhiều hạt á, và ăn ít mỡ. Thì cái đó là lối ăn sai trầm trọng, nhưng mà nó đã thành rất là thông dụng ở nước Mỹ này, và do đó đưa đến cái tình trạng là cao huyết áp rất là cao ở nước Mỹ hiện tại. Thì cái tài liệu mình đọc sau cùng này đó là của Dr. Mercola, là một ông bác sĩ này rất là về thiên nhiên, và đồng thời cũng một số của American Heart Association. Thành ra đây là những cái phương pháp phòng chống cao huyết áp mà mình có những cái cũng khá mới mà mình muốn đưa đến quý vị đó. Là quý vị nếu mà ai ăn, quý vị là khuyên ăn, quý vị là ăn ít mỡ và ăn nhiều carb, là ăn sai quý vị nhá, nó sẽ đưa đến cao huyết áp. Ok, mình phải ăn khác đi. Thì bây giờ những cái loại mỡ, bây giờ cái cách phòng, tại vì cái cách này đó, cái cách ăn mà ăn nhiều hạt và ăn nhiều tinh bột và ăn ít mỡ đó, nó ăn sai là tại vì nó đưa đến cái bệnh tiểu đường, và do đó tiểu đường thì đưa đến cao huyết áp, 65% cái cơ hội là bị như vậy. Ok, thì bây giờ mình đã nói lý do 12 cái lý do tại sao bị cao huyết áp, thì bây giờ mình đang đến cái đề tài là phòng chống, mà phòng chống theo phương pháp thiên nhiên quý vị nhé. Ok, thì việc làm đầu tiên đó là mình phải tránh hai loại thức ăn mà rất độc cho cơ thể, là mình vừa nói mới tức thì, là đường và các loại hạt. Hạt có nghĩa là gạo, lúa mì, bắp và khoai tây. Ok, và các thứ này dù là gạo nâu hay gạo trắng gì cũng không tốt cho mình, hay là whole wheat hay là refined wheat hay là tất cả những cái gì mà gọi là whole á. Ngày xưa mình cứ tưởng whole wheat là tốt hoặc là gạo nâu là tốt, nhưng mà thực sự với cái tài liệu mới mình đọc của Dr. Mercola đó thì cái đó cũng không tốt luôn, tại vì nó thuộc về dạng hạt và nó làm cho mình bị cao huyết áp quý vị nhé. Thì người nào mà bị cao huyết áp nặng á thì tránh luôn tất cả các loại hạt, tức là tránh gạo, tránh lúa mì, tránh bắp, tránh khoai tây, là tại vì các cái chất này đó, và tránh đường, thì hai cái thứ chính cho những cái bệnh cao huyết áp mà mình muốn cao và muốn xuống liền tại chỗ và diệt theo cách thiên nhiên, là mình không ăn các cái loại hạt như là, nó gọi là tiếng Anh nó gọi là grain á, thì nó gồm có gạo, lúa mì, bắp, khoai tây. Gạo nâu gì cũng không ăn tốt hết nhá, là tại vì nó tạo cho cao đường, nó làm cho tăng insulin trong máu mình và làm cho tao đường, và do đó bệnh huyết áp không chữa trị được là vì vậy nhá. Thì hai cái loại ăn độc cho cao huyết áp là các loại hạt và đường. Rồi, tại vì khi mà các loại hạt và đường mình ăn vô đó thì nó làm cho cơ thể mình bị tăng insulin và nó đưa cho cái tình trạng là kháng insulin của tế bào mình và đưa đến tình trạng cao đường trong máu. Và cao insulin á, cao cái chất insulin trong người mình á, nó kích thích cho cái hệ thống thần kinh của mình, tạo ra cái sự co thắt lại của động mạch và do đó làm cho tăng cao huyết áp. Và cao insulin trong máu á, đồng thời cũng làm cho cơ thể giữ lại chất sodium là chất mặn đó quý vị. Và chất này làm cho cơ thể mình bị giữ nước và do đó tạo nên cao huyết áp và có thể đưa đến nhãn tim. Và đồng thời cao insulin trong máu á, nó có cái hại ở cái chỗ đó, insulin công dụng của nó là dự trữ cái magnesium cho mình. Mà nếu mà cao insulin trong máu á, thì nó làm cho cái tế bào kháng lại cái insulin và trong không cho insulin vô tế bào nữa. Cho nên cái magnesium nó sẽ bị đẩy ra khỏi người bởi cái đường tiểu. Và chính vì vậy mà magnesium không được giữ lại trong tế bào, mà cái công dụng của magnesium là làm co giãn, làm giãn ra cái mạch máu của mình và giúp cho tình trạng huyết áp. Thành ra nếu mà nó bị thải ra đó, thì nó làm, tại vì cao insulin quá, thì nó làm cho cái magnesium sẽ bị thải ra khỏi trong người mình qua đường tiểu
và do đó cơ thể mình, tế bào mình bị thiếu magnesium cho nên cái mạch máu nó sẽ co lại và do đó tạo ra bệnh cao huyết áp. Thành ra cái lý đó là cái hậu quả của ăn nhiều đường và gạo cùng một lúc. Ok, thì quý vị phải tránh ăn trường hợp đó. Đó là lý do là hai cái thứ thức độc. Rồi cái thứ hai đó mà mình phải phải làm để mà phòng chống cái bệnh cao huyết áp theo một cách thiên nhiên đó, là mình phải ăn đủ lượng mỡ omega. Thì trong cách ăn uống hàng ngày của mình đó, quý vị, mình có nhiều omega 6 hơn là omega 3. Thì omega cho nên mình cố tránh ăn cái omega 6, tại vì nó nhiều quá cũng không tốt cho mình. Nó chỉ vừa phải thôi. Thì là omega 6 á, thì là cái mà mình nhiều, mình không cần ăn nhiều. Thì mình nên tránh cái, nó có nhiều trong cái thức ăn hàng ngày đó. Thì để mà đừng có ăn nhiều quá, overdose á, thì mình phải tránh dầu bắp nè, dầu đậu nành nè, dầu hoa mặt trời nè, dầu canola nè. Ok, thì đó là các cái loại dầu ăn mà mình không ăn được. Thì nói tóm lại, mình muốn ăn, nói tới dầu ăn đó thì chỉ có hai loại dầu ăn mình có thể ăn được thôi đó. Là dầu dừa, khi mình chiên, mình xào thì mình chiên xào bằng dầu dừa organic quý vị ha. Và khi mà mình trộn rau salad thì mình có thể dùng olive oil, thì là cold compress và pear nhá. Thì trong cái chai màu xanh lá cây, mỏng mỏng mà cao cao mà rất mắc đó, thì mới là pure olive oil. Còn nếu mà các cái loại mà nó đều pure mà nó không có cold compress mà nó hơi rẻ tiền đó, là cái đó nó bị trộn rồi. Nhưng quý vị, thành ra chắc ăn nhất là ăn dầu dừa quý vị nhé, không có ăn được loại dầu ăn nào khác theo cái sự hiểu biết của mình ngay bây giờ. Ok, là cái đó là để tránh ăn omega 6 và có thể có dầu để mình ăn trong cái thực đơn hàng ngày của mình, và để ăn thêm omega 3, tại vì cơ thể mình không có đủ omega 3 một cách thiên nhiên quý vị. Thì hàng ngày mình có thể ăn thêm các cái loại như là flax seed, hoặc là mình ăn walnut, hoặc là mình ăn cá. Nhưng mà cá bây giờ là phải cẩn thận, là mình ăn cá đó, là cá mà có nhiều omega 3, là như là salmon với lại các nhiều loại cá có nhiều omega 3 lắm. Nhưng mà off the head thì bây giờ thì mình chỉ nhớ là salmon, hay là hôm nọ có cái cá gì mình quên rồi. Ok, thì đại khái là cá. Nhưng mà cá thì phải là wild caught, tức là cá bắt ngoài biển, ngoài sông, chứ không phải là nuôi trong trại, không ăn quý vị nha. Rất là độc. Rồi còn nếu mà không may đó, mà mình tại vì đa số cá cũng hay bị nhiễm thủy ngân đó, thành ra ăn rất là sợ cá biển đó. Thành ra cũng rất là sợ, thành ra có thể mình có thể thay thế vào đó là mình. Thì trong công ty mình có cái krill oil, thì Dr. Mercola có nói rằng cái krill oil đó nó mạnh gấp 48 lần cái dầu cá, tức là dầu của con krill á, nó mạnh gấp 48 lần dầu con cá nhá. Thành ra đó là cái sự cao quý của sản phẩm Life Park Nano, nhân tiện mà nói ở đây. Rồi cái điều thứ ba mà mình phải làm để phòng chống cái bệnh cao huyết áp là trọng lượng lý tưởng cho cơ thể. Thì ở trên Google nó có đăng là mỗi một người cao bao nhiêu thì trọng lượng lý tưởng phải là bao nhiêu. Thì chẳng hạn như là mình là 5'5" thì trọng lượng lý tưởng của mình là 120. Thì quý vị nào, các anh chị em nào làm New Skin thì mình biết hết tất cả những cái điều đó rồi. Mình dùng cái Omron ha, thì nó cho mình biết ha. Ok, rồi cái đó là một đề tài khác để giữ trọng lượng lý tưởng cho cơ thể. Mà thật sự ra là giữ cho cái thành phần fat, thành phần body fat, thành phần visceral fat, tức là mỡ cơ thể, mỡ nội tạng, nó phải ở trong cái mức lý tưởng của cơ thể mình thì mình mới chống được cao huyết áp quý vị nha. Mỡ, ví dụ như là cái trọng lượng của mình là lý tưởng, nhưng mà bên trong mỡ cao, cơ thấp thì cũng cao huyết áp như thường. Đó là lý do tại sao quý vị thấy nhiều người gầy gầy ốm ốm mà đi vòng vòng như vậy, nhưng mà bên trong là cao huyết áp, phải uống thuốc cao huyết áp, là tại vì họ gầy nhưng mà họ gầy mỡ chứ không phải là họ gầy cơ nhá. Cái đó là cái lý tưởng của cái sự trọng lượng của cơ thể mình đó, là gầy cơ chứ không phải là gầy mỡ nha quý vị. Rồi cái điều thứ tư để phòng chống cao huyết áp một cách tự nhiên là tập thể dục đều đặn. Và cái điều thứ năm là đời sống tinh thần phải thoải mái, không giận dữ, không thù ghét ai hết, ai làm gì mặc kệ, và lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ với mọi người xung quanh. Cố giữ cho đời sống thần kinh của mình thoải mái, không lo lắng tiền bạc gì nhiều. Ngày hai bữa cơm là đủ rồi, quý vị, cảm ơn Chúa. Rồi, cái điều thứ sáu nhá, thì mình phải ra ánh sáng mặt trời đầy đủ. Ở trong nhà nhiều không tốt đâu quý vị. Tại vì cái ánh sáng mặt trời nó tạo cho vitamin D cho cơ thể mình. Mà vitamin D nó rất quan trọng ở trong cái sự chống cái huyết áp cao. Là tại vì vitamin D nó giúp cho cái tăng, nó giúp cho cái kháng, cái chất mà kháng insulin của mình nó xuống, nó giúp cho insulin xuống. Ok, và nó giúp cho cái sự kháng của insulin của mình xuống, và nó giúp cho giảm cholesterol, và nó giúp cho vitamin D, và nó giúp cho giảm triglyceride. Vì các bệnh này làm cho cao huyết áp, cao mỡ thì sẽ đưa đến cao huyết áp.
Thành ra vitamin D cái công dụng của nó là như vậy. Mà đặc biệt là vitamin D3 chứ không phải vitamin D nào cũng giống nhau quý vị. Vitamin D3 nhá. Thì trong Life Pack Nano mình cũng có cái đó. Thì tí nữa mình nói thêm về sản phẩm. Ok. Nhưng mà ngoài ra nhân tiện nói về vitamin D và ánh sáng mặt trời thì mình cũng nên nhắc với quý vị rằng á, là khi mà mình ở ngoài ánh sáng mặt trời đó thì cái đầu cái óc của mình nó cho ra một cái kích thích tố tự nhiên gọi là endorphin. Endorphin. Một cách thiên nhiên. Và cái endorphin này tác dụng của nó làm cho mình được relax và không có căng thẳng thần kinh và do đó giảm huyết áp. Quý vị ha. Thì bây giờ nói đến cách ăn uống để mà hỗ trợ. Cách ăn uống để mà hỗ trợ cái bệnh huyết áp quý vị, nếu mình bị bệnh huyết áp rồi hoặc là mình muốn phòng chống luôn á thì mình ăn cho đúng cách quý vị ha. Thì cái thứ nhất là nói về cái dạng ba cái loại trái cây mà cũng khá tốt cho cao huyết áp là blueberry, raspberry và strawberry. Thì nó chứa cái anthocyanin. Thì cái anthocyanin đã được minh chứng là giúp cho giảm huyết áp. Và cái thứ hai là cái trái bít đó, trái bít đỏ nhỏ nhỏ quý vị, thì nó có nitrate và nó giúp cho giảm huyết áp một cách tự nhiên bởi cái Đại học Queen Mary University ở London đã làm một cái minh chứng lâm sàng về điều này và họ cho biết là trái bít nó có tác dụng đó nhờ cái nitrate ở trong trái bít. Và cái thứ ba đó là dark chocolate nhưng mà phải là raw dark chocolate chứ không phải mà các cái loại mà nó trộn đường trộn ngoài kia, các cái vị đừng có ăn độc lắm nha. Thì mình có thể dùng dark chocolate tại vì trong dark chocolate mà raw là thứ thiệt á thì nó đắng và nó đen á và nó không có đường nha quý vị. Tại vì cái chất flavonoid ở trong cái chocolate nó có tác dụng làm giảm huyết áp một cách tự nhiên. Ok, và cái thứ sáu là chuối. Chuối nó có potassium thì tiếng Việt Nam gọi là kali. Thì công dụng của nó là giảm huyết áp nhưng mà không thể ăn nhiều được tại vì nó có nhiều đường quý vị ha. Rồi cái thứ bảy trong cách ăn uống của các thứ trái cây rau củ mà mình ăn để hỗ trợ cho huyết áp á, là trái bơ. Là tại vì nó có nhiều mỡ tốt là omega cho nên nó giúp cho mình giảm 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 mỡ và do đó giảm huyết áp cho mình nhá. Thì bây giờ cách ăn uống nó là đại khái là như vậy. Mình không ăn đường, không ăn tinh bột nếu mà mình bị huyết áp rất là nặng. Tinh bột là các hạng như là gạo, bắp, khoai tây. Với lại cái thứ tư là gì mình quên rồi hồi nãy. Ok, thì đại khái là như vậy, không ăn tinh bột và không ăn đường và các trái cây và các thành phần như mình đã nói tức thì ha quý vị ha. Rồi bây giờ nếu mà mình ăn uống mà mình muốn biết cách ăn uống của mình có đầy đủ chất flavonoid hay là chất antioxidant hay là các cái loại vitamin để mà hỗ trợ cho mình hay không thì mình có cái máy Pharmanic Biophotonic Scanner. Thì bây giờ mình nói là từ nãy giờ thì như các cái tài liệu mà đã minh chứng thì các vitamin cần thiết để hỗ trợ cho cái cao huyết áp gồm có calcium, magnesium, D3, vitamin C, vitamin E và marine omega. Thì cái danh sách đó của cái những cái tài liệu mà mình đọc được đó, thì nó nằm ngay trong này quý vị. Thì đây là cái hộp đây. Quý vị, đây là cái hộp Life Pack Nano. Hả? Life Pack Nano này nó có thể hỗ trợ cao huyết áp vì nó gồm có đầy đủ những cái vitamin là calcium, magnesium, D3, C, vitamin D và marine omega. Thì do đó nó hỗ trợ trong cái việc hạ cao huyết áp cho mình. Một ngày hai gói quý vị nha. Một gói không được, hai gói. Rồi, sau đó cái thứ hai mà mình đắc ý nhất là dĩ nhiên là Eloque. Tại vì Eloque có Marine Omega 3 là cái mà cơ thể mình cần. Quý vị nha. Thì nếu mình ăn uống không đủ cá, mình không ăn đầy đủ cá ngoài kia tại vì mình sợ cá bẩn hay là vì lý do gì đó mà không không thích nấu nướng như mình thì mình uống hai một ngày 4 viên 2 lần một ngày thì xong xuôi. Quý vị ha. Rồi, cái sản phẩm thứ ba để hỗ trợ bệnh cao huyết áp là probiotic. Ok. Đây là một cái mình ngạc nhiên khi mình đọc được là tại vì dựa theo một cái tài liệu mới nhất của John Hopkins mình nhận được và của American Heart Association là hội 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 nghị về tim của Mỹ và kể cả của cái Dr. Chinson từ cái School of Medicine của Griffith University ở bên Australia thì ba cái tài liệu này mà mình đọc được nó minh chứng cho mình biết rằng á nó được làm giảm cái lượng cholesterol là một, lượng mỡ xấu là LDL đó, low density lipoprotein và giảm lượng đường máu và giảm luôn cái sự kháng lại insulin do tế bào tạo ra của những cái sự tiểu đường và do đó nó làm giảm huyết áp quý vị. Probiotic, ok. Rồi, cái thứ tư trong sản phẩm Pharmanex mà nó hỗ trợ cho cái bệnh cao huyết áp của mình là Rishimax. Rishimax nó rất là hay quý vị ơi. Nó chứa alkaloid và adenosine là hai cái chất
thiên nhiên trong cái này, mà công dụng của nó làm giãn, giãn mạch máu, và do đó nó làm cho, giúp cho cái nó tế bào chuyên chở cái mạch máu mình, vì nó giãn ra cho nên máu được tới tế bào một cách hữu hiệu hơn, và nó chuyên chở oxygen và dinh dưỡng tới tế bào của mình một cách hữu hiệu hơn, và do đó nó làm cho mình có nhiều năng lực hơn hàng ngày, và do đó nó làm giảm huyết áp cho mình. Ok, thì đây là bốn thứ mà mình đề nghị. Nếu mà trong một cái tình trạng tài chánh lý tưởng mà có thể support được, thì Life Park Nano, rồi sau đó là Youth, và cái thứ ba là Rishimax, và cái thứ bốn là Probio, quý vị nhé. Ok, thì hy vọng thấy trên màn ảnh này. Ok, rồi bây giờ như vậy. Bây giờ sẽ có nhiều người trường hợp mình bị hỏi hoài, trời sao mà uống nhiều vậy, tiền đâu chịu nổi, đại khái vậy. Thì hà tiện nhất là gì quý vị? Trước nhất vẫn là ăn uống theo đúng như là cái cách ăn mà mình mới chia sẻ, là không ăn đường và không ăn tinh bột, không ăn cơm, không ăn pasta, không ăn bánh, không ăn bánh phở, không ăn mì nhiều quý vị ha, bánh cuốn, bánh kiếp gì đó là không tốt cho mình. Kể cả gạo nâu cũng không tốt cho mình nhá. Rồi không ăn đường, chịu khó nha quý vị ha. Thì cái đó là hai cái mình cắt, tập thể dục, ra ánh nắng, không hút thuốc lá, không rượu chè, đời sống thần kinh đừng căng thẳng, đừng giận dữ, đừng ghét ai hết, lúc nào cũng vui vẻ. Rồi đại khái như vậy. Thì mình cái đó là phương pháp thiên nhiên, trước nhất mình phải làm trước khi mình đụng tới mấy cái này quý vị. Đó là tập thể dục nữa, là mình phải làm trước khi mình đụng tới cái này nhá. Rồi sau đó mình làm những cái đó xong xuôi hết rồi thì mình mới bắt đầu mình dùng Life Park Nano. Là nếu mình không có tiền thì cái sản phẩm đầu tiên mà duy nhất mình có thể dùng á để hỗ trợ là cái này quý vị nhá. Nó có trên 70 thứ đầy đủ. Đây là sản phẩm tuyệt vời nhất thế giới đối với mình, không thể sống thiếu được. Mình dùng cái này một ngày 2 gói, và nếu mình có tiền thêm tí nữa thì mình nghĩ là nếu mà có tiền thêm tí nữa đó nhá thì mình cộng cái này. Ok, thì bộ này là một tháng có 200 à, nhưng mà trừ đi 40 đồng ADR thì còn có 160 à quý vị. Ok, rồi nếu mà có tiền thêm tí nữa theo cái quan trọng của nó đó thì mình dùng cái này Rishimax, một ngày 4 viên hoặc là 2 viên cũng được quý vị. Còn cái anh này thì Youth thì mình dùng một ngày 4 viên, Rishimax từ 2 tới 4 viên, nếu mà cao huyết áp nặng thì 4 viên quý vị nhá. Rồi cuối cùng là Probio. Ok, thì tùy theo túi tiền quý vị cứ trộn vô mà dùng thôi. Probio thì một ngày 2 viên giá, hoặc là 1 viên cũng được nếu mà huyết áp nhẹ. Huyết áp nặng thì 2 viên. Như mẹ mình thì mình cho 2 gói. Lại mẹ mình là thuộc loại huyết áp cũng khá nặng, là mặc dù dùng thuốc tây rồi đó mà bà cụ cũng luôn luôn là 160 ở dưới là 99%. Thì mình tợ mình cho mẹ mình uống 2 cái gói Life Park Nano này một ngày. Rồi lúc đầu gặp mẹ mình thì mẹ mình chưa được uống cái này, tại vì lúc mẹ mình bắt đầu dùng là năm 1900 khoảng mấy quên rồi, lâu lắm, nhưng mà chưa có giúp. Thì mẹ mình chỉ được dùng có Life Park Nano với cái Rishimax này thôi, và lúc đó mẹ có dùng vài tháng thì lại dĩ nhiên. Nhưng mà sau đó mẹ được dùng cái Youth, rồi sau đó mình tìm hiểu thêm về cái Probio, sau khi nhận được một cái tài liệu từ John Hopkins thì mình được dùng cái này cho mẹ mình. Thì cái đó là cái mà những sản phẩm cho ngày hôm nay mà mình chia sẻ với quý vị. Thì mình nghĩ là bây giờ còn 6 phút nhưng mà chương trình thì mình không còn gì để nói. Thì rất cảm ơn sự có mặt của các anh chị em ngày hôm nay, và xin chúc các anh chị em theo dõi sức khỏe và phòng chống sức khỏe chủ động. Mình giữ gìn sức khỏe khi mình còn sức khỏe, chứ không phải là mình đợi mất sức khỏe rồi thì mình mới nhúc nhích ha quý vị ha. Thì là tiếng Mỹ có câu là proactive prevention is much better than proactive prevention is much better than reactive intervention, có nghĩa là săn sóc sức khỏe chủ động thì tốt hơn và rẻ hơn là tới chức bệnh mới săn sóc. Thì thân chào các anh chị và chúc các anh chị có một sức khỏe tốt hơn mỗi ngày để mà tiếp tục đi làm hay là giúp ích cho gia đình. Mình không nên bị bệnh, mình sẽ không làm được cái gì cả để giúp ích cho những người mình thương yêu, và mình còn là gánh nặng cho họ nữa quý vị. Thì cái đó là cái mà mình không cho phép mình làm đối với con cái mình. Xin thân chào các anh chị và chúc các anh chị một ngày vui vẻ và thành công.